Cái này là trái sầu riêng, mình mua cũng gần 2 kg sầu riêng của Malaysia, mà cái loại này gọi là Mustang, nó gọi là Mustang King, là sầu riêng gọi là ngon thứ nhì ở Malaysia, là cũng giá cũng đắt lắm, 30 đô một ký lận. Còn mình thường mình mua là nó có 10, 12, 14 đô, 19 là có vậy loại là thôi. 10, 19 đô nữa, nhưng mà cái loại này là mắc hơn Mustang King. Mình mới nào mình cũng sợ người ta bán mắc nữa, nhưng mà mình mới đi dầm quay lại là còn một trái thôi. Xong cái mình mua trái này xong người ta đem ra nữa thì bán rất là nhanh luôn, nhưng mà có một cái loại mắc hơn nữa là 85 đô một ký mà mình chưa có ăn. Thì mấy người đó nói là cái loại đó đem ra là người ta mua liền, cho nên ít khi nào mà nó có gì lắm. Với lại một cái Ủa vậy cái trái đặc trái đó là biệt mắc nhất á, trái đó là mắc nhất á. trái này là thanh long vàng, cái trái này là tới 55 rồi. 55 đô một ký, một cái trái chút xíu vậy là 10 Một rồi. 11 đô á, nhỏ xíu à. À, mình mua thêm cái trái thanh long bột đỏ nữa nè. Trái đó thì 7 đô, bự gấp 4 lần mà có 7 đô rồi. Trái bự trái nhỏ nè. Cái mà mắc cũng mắc dữ lắm luôn là cái hạt này Macadamia. À, của này của Úc, ngọt lắm. Hạt này hạt tươi á. Người ta này, cái trái này là không phải mua ở tiệm đó. Trái này cũng bự kinh khủng luôn ha. Này nó bị héo rồi. Trái này gọi là sumo, trái quýt sumo, hay hình giống sumo không? Cũng ngọt giống nè, có hai cái giống quýt nè. Một trái bự trần dần luôn. Nè, bây giờ mình bỏ thử cái trái này ra, mình cân thử coi nó bao nhiêu gram nha. Cái này là trời ơi, 385 gram một cái trái quýt. Nặng ghê chưa? Để mình cân thử cái trái này của mình có bao nhiêu nha. Ở đây là một gần 200 gram, 190 gram. Này cái trái này cũng bự ạ. Này là hơn nửa ký luôn, gần 700 gram luôn, 672 gram nè. Giờ vợ em của mình nó cắt cái trái thanh long vàng ra thử cái nha. Cứng không nhông? Cỡ giống như cái anh Long thường. Ủa sao nó bị cái lỗ vậy ta? Chắc loại này bị hư hả? Biết rồi. À, bên trong có Có cứng hôm này cái cuốn của nó nè. không? Mọi người. Nó giống như thanh long thường thôi, nhưng mà cái vỏ nó vàng, chắc nó lai với cái gì á. Cái vỏ nó nè, khác với cái thanh long bình thường của mình nè. Cái này là vỏ vàng ruột trắng, còn cái này là vỏ đỏ ruột trắng. Rồi, vỏ đỏ ruột Ở đỏ. vỏ đỏ ruột đỏ Ê, cái này chứ. cái hộp của nó thấy to nhầm à, hộp to đùng mà có cứng không? Không, cũng mềm bị chen thanh long. Thấy chưa, đỏ rất là đẹp luôn. Nè, đỏ nè. Hỏi cái nó thơm không? Thơm, thơm lắm á. Thơm hả? Thơm, thơm mùi thanh long. Thơm mùi thanh long. Nhưng mà chưa hỏi này, để hỏi nè. Cái này không có mùi thanh long. Cái Ừ, cái này cái màu vàng không có cái mùi màu nè. vàng không có mùi, cái màu vàng đúng là nó ghép rồi. Cái này có thể là cái giống nó, còn cái này là cái ghép nè. Nó không có mùi, nó Ngộ lại với hộp gì ha. đúng rồi, cái hộp nó bự cho bá luôn Ở ngoài cái vỏ đó mình đâu có thấy bị nè. gì Nó có đâu, mà hai sao loại, nó bị ý trắng ra nó liền hai không? loại hộp nè, một cái đen giống như cái Một cái kia nâu luôn, ha. cái nâu. Này nó lỡ lai với Cái cái này cây gì lại á. cái gì, hả, cái chuối ta. Ngộ quá. Đây là trái sầu riêng mình cũng nhờ người ta cui ra giùm luôn, mình xài về nhà mình khô không được. Nhà Sầu mình cứ riêng tắt này nó ra thôi. Ồ, ngon sầu riêng này là quá. Mustang Wow, King. look. Trời ơi. Này ăn chắc đáng làm tiền. Cái sầu riêng tuy 30 đô một ký luôn.
Ngon quá. Cái màu ngon dễ sợ ha. Wow. Rồi khui ăn này ông đúng là ông chiên nghề chiên khui sầu riêng. Ông khui cái hộp đá với sợ luôn. Đã không? Chưa? Thơm nữa, thường sầu riêng, thường sầu riêng mình múa bên này á không bao giờ thơm vậy đâu. Sầu riêng đông đá đâu có cái thơm này à. Có hợp. Cái này nó vẫn đông đá tại nó giữ qua đây thì nó mới giữ được cái độ tươi của nó. Chứ mà sầu riêng tươi mà nhập qua tới đây mà không bị mốc là thôi nó, tại vì đa số cái này không có đi bằng đường hàng không đâu, đi bằng đường hàng thủy hết. Đầu hàng thủy mà 10 ngày hứa mua một trái sầu riêng mà về nhà mà không bỏ gì hết coi, 10 ngày của nó hư, nó mốc tờ lưa hết cho mình coi, cho nên phải đông đá. Vừa hái xuống đông đá liền là rất là tươi, giữ được cái độ tươi của nó nữa. Mở cái này ra này nhau, mở cái nắp này ra, nhưng mà bên kia có không? Oh, wow, mới này mới ngon nè. Để làm sao mà để làm thumbnail được? Dùng ở đây cái này. Hai, xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình sẽ ăn cái sầu riêng của Malaysia, Mustang King. Là King là vua đó. Mustang mình chưa có tìm hiểu nó là cái gì đấy. Mình tìm hiểu xong mình sẽ nói cho mọi người nghe nha. Bây giờ mình sẽ ăn cái nào trước nhau? Sầu riêng hả? Sầu riêng không quá. Sầu riêng không, cực kỳ luôn. Có chồng của em mình tới rủ ăn mà không ăn được cái này. Mời cả nhà ăn sầu riêng nha. Đây cho cái em mình ăn cái muối bự. Thank you vì cháu nhiều. Đây mà mọi người ăn. Ngon quá. Cái màu mình thấy là nó cực kỳ hấp dẫn luôn. Nó thật ngon luôn á. Tè nào cũng nấy. Giống như sầu riêng chao rồi không? Sầu riêng chao nó đắng. Sầu riêng này hột gà. Hột gà không biết, hột gà không biết, hột gà chứ. Ngon lắm mọi người ơi. Rất là thơm, ngon. Ngon ha. Tiền nào của đó. Ngon quá. Mà cái hộp hơi to ha. Hộp hơi to nhỏ. Thế hả? Hộp hơi nhỏ. Này em của mình ăn nè. Được cái hộp plep. Mà hộp này chắc không hộp lép đâu. Nhưng mà người quan trọng là cái thịt của sầu riêng nó ngon. Chắc được. Ngọt quá. Mình ăn sầu riêng nhiều lắm. Mà mình mua không có nào mà mắc như cái này á. Cái này là mắc nhất luôn á. Trái sầu riêng gần 2kg, 58 đô, 30 đô 1 ký. Ngon quá ha. Béo dễ sợ luôn. Đúng là tiền nào của nấy. Này vô má này đi. Mời mọi người ạ. Ngon lắm ạ. Em của mình là bữa nay không có định ăn sầu riêng đâu. Mà biết làm sao không? Cái anh mà bán sầu riêng là quảng cáo quá trời luôn, làm hai đứa tốn tiền. Nói là ăn sầu riêng này là số 1. Chưa, cái này là số 2. Cái số 1 bán hết rồi. 85 đô 1 ký. Mà cái cách đông lạnh này cũng hay lắm. Mình thấy nó không có bị nước ha nhầm không? Đúng rồi. Ăn nó giống như sầu riêng tươi vậy, nó không có bị nước. Mình ăn sầu riêng Thái á, mình nhập qua mình úp á, một cái trái nó bự chừng dần nè, 5kg mà không thơm. Nó làm sầu riêng đông thôi. Mà sầu riêng này nó thơm, cái mùi đặc biệt nhưng mà không có giống như cái sầu riêng ở dưới quê mình ăn, cái mùi nó thơm ngộ lắm ha. Đó thơm vậy, cái này nó có thơm một sầu riêng. Mở ra là thơm liền.
Lâu lắm rồi mới ăn sầu riêng. Ăn ngon nói không nên lời. Bây giờ mình review cái này với cái này chị Nhung. Lấy cây dao cái này nó ngọt cái kia thanh long này, cái cô mà bán thanh long á nói là cái thanh long này nó ngọt dữ lắm. Thôi mình chẻ ra vậy đi, chẻ ra ăn coi. Cái này nó không phải bị sâu đâu, cái này là cái cuốn của nó nè, cái cuốn của nó nè. Này cái này cũng là cái cuốn của nó nè, nhưng mà cái cuốn này nó bự, cái cuốn này nó bự hơn nhiều. Đúng rồi, cái này là cái cuốn nè. Ok, ăn thử rồi, ăn thử nha mọi người. Wow. Yeah. Bẻ ra thử rồi. Đó. Ngon không? Ngọt. Ngọt quá hả? Ngọt hành luôn á. Ngọt. Tiếc là không có mùi. Chẳng biết nó mùi gì không? Nó không có mùi gì hết. Cái này bịt mắt mà cua. Đúng rồi. Bên bác ăn không biết trái thanh long đâu. Hột bánh lay với cái hột gì đâu. Hột bự có cái hột đó nè. Bực dễ sợ bự ha. Bực dễ sợ bự luôn. Trái thanh long bên đây cái hột đâu có to đâu. Mà nó ngọt ha nhầm ha. Nó không phải ngọt két đâu, nó ngọt thanh ha. Ngọt thanh. Cái này ngọt mà ăn nó thì thôi, ngọt cũng là chắc là ngọt kiểu nữa. Sầu riêng là mọi người biết là nó ngọt dữ lắm rồi, mà mình ăn vô cái này mình vẫn thấy nó ngọt, tức là cái này nó cũng ngọt lắm. Đúng là mình chưa có biết là nó la với cái cây gì nữa mà cái hạt nó to. Hồi đó mình đi Queensland thì nó có cho bán cái này, nhưng mà mình không có interest vô mình coi nó. Queensland nó có bán, nhưng mà không phải Queensland, North Queensland. Ở Cairns á. Cairns nó thời tiết nó giống như Việt Nam nữa. Nó nóng nữa. Coi vỏ nè mọi người. Vỏ nhìn nó cũng lạ ghê ha. Nó không có giống như cái này. Ăn thử miếng này nha. Cắt miếng này. Ăn miếng sầu riêng nó ngọt, muốn no luôn. Ngon nha. Không bạc hả? Mặt. Nè, không ngon mặt. Đúng vậy, đèn nào có nấy. Đúng vậy, đèn nào có nấy. Cái này như 10 đậm ký không? 11 đậm ký. 11 đậm ký. 11 đậm ký. 55 đậm ký. Mắc nhất luôn, mắc hơn sầu riêng. Mắc hơn sầu riêng nhiều. Không mắc hơn sầu riêng. Sầu riêng là 30 đậm ký thôi. Không ngon bằng hả? Không. Có gì chua. Ngon ha. Không, cái này á, ăn không của nó là nó ngọt, nhưng mà tại mình ăn sầu riêng nó quá ngọt rồi. Không, nhưng mà đã ăn cái trái này qua rồi, giờ tôi bán hơn cái trái này nó ngọt. Đúng rồi. Tại vì đã ăn qua cái trái kia rồi. Cái trái này ăn ngọt nè. Mình thấy đỏ là mình nghĩ là nó ngọt chứ ha, nó chua. Ngon mà. Cái này nghĩ là cái bản thân nó là nó có cái giống hạt đỏ, còn cái này là cái giống lai. Đúng rồi. Nói mà mình có dịp đi xuống dưới mình hỏi mấy cái farm mà người ta ở dưới, tại dưới nó chậm, nó bán nhiều lắm, trong mấy local market đó nó bán đầy luôn. Giờ chị em mình sẽ ăn tiếp cái này, mọi người coi sẽ bị chán. Mình đã review hết những cái món, những cái trái cây mình mua bữa nay rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ bấm nút like và đăng ký kênh của mình. Và nhớ để lại comment cho mình nha, để mình biết mình làm những cái video hay hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Bye bye, chào tạm biệt.